Hai tiếng lận lần mà lúc đó ngực em nó bị đau, nó bị căng sữa, em cũng không có dám để phâm nhiều tại vì để vô là đau, để vô là đau, cứ đi lum khum vậy, là không có đi thẳng được ngồi luôn, nó đau quá. Còn nhóc cái này tối nó thức á, cái phải ẵm nó, mà ẵm dựa sát người á thì mình lại bị đau. Rồi việc thay tã anh chồng làm được không? Hồi đó thì không có làm, bây giờ là làm hết. Còn nếu như mà có em ở nhà là em ơi nó hỉ kìa, cứ la lên với em vậy đó. Nói, ừ thì thay đi. Không được đâu, bữa giờ cả tuần ở nhà thay rồi, bây giờ cuối tuần rồi tới turn em thay đi. Trời ơi, trời ơi. Tới bây giờ mới biết tắm cho con chứ đó giờ không có tắm. Thôi, ghê lắm, nó tuột tai té. Thôi, nhưng mà ở đây cái thao á, nó có đồ support hết rồi, Đúng đâu có rồi. sợ đâu. Thôi, không được đâu, tắm đi, cứ vậy không mà cứ cái gì cũng đẩy qua cho em hết á, không có muốn là làm. Hồi lúc mà em nói ở trong bệnh viện á, thằng nhỏ khóc, em mới nói thôi đưa nhỏ đây cho em cho bú. Chị tin không, thằng nhỏ nó nằm trong cái hộp vậy nè, bê luôn nguyên một cái hộp đó, bê lễ lên trên cái giường của em, cứ đưa đưa sát vô rồi em để em ẵm ra thôi, chứ Yeah. không không dám ẵm thằng nhỏ ra đưa cho em, Vậy luôn á. không Không, mẹ có hai vợ chồng với đứa con giống như là dám. có những pha mà vật lộn vậy chị. Em nói là bây giờ tại quấn khăn xong á, nó ngủ rồi thì cứ bỏ nó xuống nồi xuống giường đi. Thôi không được đâu, nó dễ thương quá à. Thôi để ngồi đây coi, nó cứ để nó trên tay riết vậy nè, xong rồi tới tối á nó hành em cho nó ngủ, em bỏ nó xuống là nó khóc, ẵm nó lên nó nín. Trời ơi, xong lúc đó là từ lúc đó là bắt đầu em cũng bị stress luôn á. Vậy Quen hơi, quen nhà đúng hơi rồi, rồi. từ lúc đó là em cũng bị stress luôn á. Ông bà nội cũng cưng quá, ba cũng cưng quá, cứ ôm miết trên người. Ô, vậy là em đang sống với Em sống lại, chung, em làm dâu luôn. à, Làm sống chung với mẹ chồng dâu luôn. nữa. À, Nhà em có bị một cái áp lực nào đó không? Tại có chứ, vì nhưng mà nhiều khi mình giải thích thì ông nội không hiểu, ông lại cứ nghĩ là ô sao nó kỳ vậy, nó không cho mình thương, nó không cho mình ẵm cháu, nó không cho mình gần cháu. Em thì giải thích là ô chơi với nó, nhưng mà tới lúc mà nó ngủ thì mình bỏ nó xuống đừng ẵm nó. Còn bà nội á, thì tại cái tính của bà nội là cái tiếp người là ô không 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 có để ý á, đó giờ rồi nên mình cũng không có thể nào trách được. Là như bà nội là ví dụ như là biết cái chuyện đó trước mắt là trước mắt vậy thôi, chứ không có làm, không có biết làm theo. Chào mọi người, mình là Vicky Huỳnh, năm nay mình 29 tuổi, hiện tại mình đang là nhân viên lấy máu ở trong bệnh viện. Thì hiện tại thì mình đang có một bé trai được gần 9 tháng rồi. bé nhỏ ai giữ? Hiện tại giờ thì hai vợ chồng thay phiên nhau, như em đi làm ban ngày thì chồng em giữ ban ngày, rồi ảnh đi làm buổi tối thì em giữ buổi tối. Đứa nhỏ đó là sự kế hoạch hay là Cái đó thì có kế kế hoạch. hoạch hả? À, lấy được bao lâu thì bắt đầu Em là có lấy em được bé? cỡ 2 năm, 2 năm mới có em bé, hai quyết năm định. hai năm mới quyết định có em bé. Vậy là mọi thứ là đều theo đúng kế hoạch của Dạ mình. đúng rồi, với lại tại em cũng coi là ô muốn sanh con theo tuổi con heo nha. À, đây là bà mẹ bỉm Phải chịu sữa. Bà mẹ bỉm sữa là muốn là sanh con là phải theo theo heo. cái năm Cái nào nào kế á? Dạ đúng hoạch rồi. rồi cái cảm giác của em khi mang thai. Lúc đó em cứ thả thôi, thả đợt đầu xong cái em thấy không có dính thì em nghĩ là ôi thôi vậy chắc không có dính rồi, nên thôi cái đợt kế em cũng không có để ý tới. Chưa tới tới ngày chu kỳ kinh nguyệt nữa là cái ở nhà em có nhiều qua thử thai lắm, tại em làm văn phòng bác sĩ nên em lấy về nhiều lắm, em cứ lấy ra em chơi. Xong cái em nói ô thử coi làm sao, mà ai dè đâu cái like nó lên mà nó đậm nữa, em hết hồn luôn. Rồi rồi em có báo cho ảnh biết không? Không, em giấu tới mấy ngày sau em mới báo. Mà tại sao em giấu? Em thử để coi anh sao. Khi mà em báo cũng không có ngạc nhiên, giống như khi mà em báo thì chị cũng chỉ nói là ồ ok, vậy thôi. Tại vì giống như là hai đứa có kế hoạch rồi nên cũng không có giống như là ngạc nhiên gì hết á, giống như anh cũng là chuẩn bị tâm lý sẵn Rồi khi mà mang đứa đầu tiên, người ta nói là con so, thì cái nha. cảm giác của em nó ra sao? Có bị nghén không? Ồ em hơi lắm, không bị ngán không bị gì hết luôn. Nhiều người còn nghĩ không nghĩ là em có bầu nữa, Vậy hay là nó gọn quá hả? nó gọn nữa. Nhưng mà em chỉ có bắt đầu tăng cân nhanh đó là 2 tháng cuối thôi, còn ban đầu bình thường lắm, không ai nghĩ là em có bầu luôn á, Rồi ăn uống cũng bình bình thường thường không? hết luôn, không ngán không gì hết luôn. Wow, Cho rồi cũng may sự thay mắn. đổi Cái cuộc sống nó có thay đổi nhiều không? dạ không, Sợ nhà không chị? em á, nhà em còn em giấu, em cũng không cho ba má hai bên biết luôn, em để surprise á, sao em không cho ai biết hết á. Cho Chắc tới là tháng con người. thứ năm em mới cho biết, tháng thứ Là lúc năm thứ đó là sáu có thể là cái lúc bụng đó là nó thấy cái bự bụng rồi. rồi là lúc đó em mới cho biết, mà không ai ngờ hết trơn á. Em đi qua nhà cousin em ăn party á, cũng có nhiều người nói là ô ô sao con nhỏ này dạo này nó mập, ô sao con này nó ăn nhiều quá. Em đứng lên em đi ra chỗ khác thì em có nghe ông cậu hỏi mẹ em á, mẹ ruột em nó có bầu hả hay sao vậy, thấy nó ăn nhiều vậy, thấy nó mập vậy. Tới lúc đó là mọi người mới biết, lúc đó em được cũng 5 tháng mấy 6 tháng. Wow, Dạ em giữ bí mật lâu dữ vậy luôn hả? mà Em khó hiểu thiệt luôn á, tại vì thường á mà người ta giấu. mà phát hiện mình có thai á là chỉ muốn báo liền cho tất cả mọi người biết Ồ thôi. em giấu hết,
Em biết em muốn cho mọi người surprise vậy. Vì sao em không đợi tới cái ngày đẻ? Em tính rồi. Mà tự nhiên cái bụng em nó show, em tính rồi. Tối ngày cứ nghĩ trong đầu, ồ chắc con gái. Chồng em còn đi lên kênh lên YouTube á, người ta chỉ lấy cái nước tiểu đầu tiên rồi đổ baking soda. Nếu như mà nó không có sủi bọt lên hay là nó có sủi bọt lịch khác con trai gái gì đó. Có luôn hả? Em cũng là mà ở nhà không có cái baking soda. Xong cái bữa đó sáng sớm em ngủ dậy em mất tiểu quá. Em giật chồng em vậy, chạy đi ra Walmart á, đi mua cái hộp baking soda về cho em mà em ráng em nín. Em nín mà em mắc quá rồi. Trời ơi, ông vừa đưa cái ly vừa đưa đồ. Em chạy vô restroom em làm một cái xong ra. Xong test xong nói, ồ vậy chắc con gái rồi. Xong bạn em cũng, tại vì bạn em có bầu hết rồi, có con hết rồi, bạn em có kinh nghiệm đấy. Ồ cái bụng này chắc con gái rồi. Ai cũng nói hết á. Với lại lúc đó thường người ta nói có nhiều người mẹ khi mà có bầu á, cái da sẽ xấu hay là bị này bị kia. Em không bị gì hết trơn, nó còn glow hơn, nó còn đẹp hơn hơn trước nữa. Xong cái nhiều người nói, ồ vậy chắc con gái rồi. Rốt bụng rang trai. Rồi cái cảm giác của em có bị hụt hẫng không? Cũng hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng mà tại vì em nói, ô thôi kệ con đầu, trai gái gì cũng được. Dạ, nhưng mà ông chồng em thì khoái không? Khoái con trai lắm. Thường mấy ông chồng là thích con trai mê đầu lòng. Mê con trai lắm, mê con trai đầu lòng lắm. Sao chồng chị thích con gái? Vậy hả? Chồng em mê con trai đầu lòng lắm vậy thôi. Cứ con trai đầu lòng, ô đủ rồi, được rồi, được rồi đó, được rồi đó. Rồi cũng 9 tháng 10 ngày đủ luôn hả? Em tới 40 tuần á, là lúc đó em chưa có đau, không có gì hết. Là... cho tới khi em đi vô bệnh viện luôn. Ồ, bác sĩ phải xếp ngày, schedule ngày cho em đi vô bệnh viện luôn. Rồi cho em uống thuốc, rồi chích, rồi mới sanh á. Coi như em ở trong đó hơn 24 tiếng đồng hồ. Khuya ngày thứ tư em vô, xong tới sáng 7 giờ sáng ngày thứ năm em mới sanh. Vậy cũng lâu hả? Dạ, em cứ nằm mới chóng vậy đó mà mới đi vô tỉnh lắm. Cứ đi vô như đi giống như là mình quen biết chỗ đó vậy, mình cứ đi vô tỉnh quen. Không, tại vì em làm việc trong bệnh viện. Không có chơi, không có giống như là người ta đi vô người ta mệt mỏi. Còn em đi tỉnh lắm, em đi giống như là em đi tham quan chỗ. Em nghĩ là không biết cái cô này em lúc cái cô đi sanh, cô có nghĩ là cô đang đi lấy máu cho bệnh nhân không? Nhiều khi bệnh nghề nghiệp. Ba má chồng chở đi vô bệnh viện. Em đi cái em quay lại, lẹ đi ba, lẹ đi má, còn hối luôn. Nhưng mà không có dấu hiệu là nó, tại vì thương em ấy. Không có dấu hiệu gì hết luôn. Cho tới lúc mà em vô bệnh viện luôn rồi, em còn nằm đó, em còn bấm, em chơi phone được nữa. Em chơi phone cho tới gần coi như 12 tiếng đồng hồ sau đó em mệt em ngủ thôi. Xong một lát sau bắt đầu cái họ phải bỏ đồ vô người em, phải bỏ bông balloon vô để cho nó nở ra, tại em không có nở đủ á. Rồi phải cho uống thuốc để nở nữa. Rồi bắt đầu lúc đó là lên cơn gò mà không có biết, đứa đầu đâu có biết cái cơn gò đâu. Cứ nằm xong người thì lạnh run ở trong á. Em đắp một cái mền, xong em lấy luôn cái mền của ông chồng em đắp. Y tá vô cứ giật ra, cái em đắp lại, cái y tá giật ra. Cái y tá nó không có được, phải tháo ra, tại vì nhiệt độ của em đang tăng. Mà nhiệt độ em tăng lên á thì em bé, nhiệt độ em bé sẽ tăng lên. Cứ lát nghiêng quanh đây, nghiêng qua phải, nghiêng qua trái, cứ bắt em nghiêng người á. Tại em bé move á nên bắt em nghiêng. Thì mình cũng nghiêng, lúc đó người nặng lắm luôn rồi, toàn là nước trong người không mà nặng lắm. Em tưởng tượng con cá voi nặng chín mà em bạn đó vậy. Mà lúc đó em lên bao nhiêu ký? Hồi trước khi có bầu là 109 pound. Để coi, có bầu lúc tới vô bệnh viện là 143 pound. 2 tháng cuối em tăng, một tuần em tăng cỡ 2-3 pound. Em cứ nằm đó rồi, lúc tới cơn gò em đâu có hay đâu. Em nói với y tá, hình như đang đau bụng á. Bây giờ tại em nằm có cái miếng lót rồi, có catheter trong người. Em nói, bây giờ cho đi luôn đây được không, rồi lát dọn giùm nha. Cái bà nói, không phải, cái này mày đang bị contraction, mày đang cơn gò đó, không có được. Cái bà nói, trời chết rồi, vậy giờ sao? Cái bà nói, không có được gặn, chừng nào tao vô tao kêu gặn mới gặn, bây giờ không có được gặn, không được làm gì hết. Mà em đâu có control được đâu, cứ mỗi lần tới cơn cái là em nắm cái giường á, và em xiết ông chồng em cứ gồng gồng người. Ông chồng em thì đứng phía bên, thở đi, em nói, đang ngán thở nè. Em còn ngán nói, đang ngán thở nè. Mà coi như từ tối thứ tư cho tới thứ năm là em không có một miếng đồ ăn trong người, chỉ có đá thôi, ăn được ăn đá thôi à. Mà em cứ nằm đây em cứ thở gì nè. Cái bà nói, không có được gặn nghe chưa? Thì đâu có gặn đâu, em còn ngán em ngồi em cãi lên đâu. Nhưng mà lúc đó là em không có control được, em cũng có gặn. Tại vì em bé bắt đầu nó chuyển dạ, gọi là đúng chuyển rồi, dạ. Là đúng, em bé rồi. Chỉ có muốn đi ra thôi. Đúng thì rồi. Đó, em đâu có biết. Em cứ nghĩ là mình bị đau bụng mới đầu. Thì nghĩ là mình bị đau bụng mình cần đi. Em còn nói rồi y tá, cho đi đi. Xong rồi y tá nói, không phải, cái này là bị chuyển dạ đó. Nó, ủa vậy hả? Rồi bao lâu thì bắt đầu em bé bắt đầu ra? Coi như là từ lúc em chuyển dạ cho
cũng nhanh lắm, chắc chừng trong vòng tiếng rồi. Nhanh dạ lắm. Cũng nhanh là em đẻ thường ông, luôn em đẻ thường luôn. Mà ông bác sĩ ông cũng làm em cũng sợ, ông nói bây giờ cho gặn 3 lần mà không nổi thì ông phải lấy cái máy ông hút, mà bây giờ hút không ra nữa thì bắt buộc phải đẻ mổ. Lúc mà em đang rặn cái em nói với bà y tá đó là ô phải mở con mắt ra nhìn xuống đi kiếm con đi, tại bà sợ mình mệt quá mình nhắm mắt mình ngủ quên mình không có sức gặn, mà em thì gặn mình nhắm mắt lại mình lấy hơi mình gặn á thì bà không chịu, bà bắt em phải mở mắt ra nhìn xuống. Em gặn tới lần thứ 3 mới ra. Anh chồng sao? Chồng đứng kế bên không có sợ, anh không có sợ, anh cũng đứng kế bên. Vậy hả? Dạ. Chứng kiến hết toàn bộ luôn. Hết luôn. Rồi có được cắt dây rúng em bé? Có cắt, hôm mới đầu bác sĩ kêu cắt á rồi xong đấy. Ờ thôi cắt đi, ý là ảnh không phải ảnh ngại mà là ảnh nói là ô tại tại chỗ người ta đang làm thì để cho bác sĩ làm cho xong công việc đi chứ không phải là ảnh sợ như vậy. Cái giống nó không không này cắt đi cắt đi. Bác sĩ đưa xong cái anh cũng cắt xong cái bác sĩ nó dài quá không. Ừ đúng rồi, mấy cái này nó dài lắm đấy còn vậy đó. Em còn nói với ông anh chồng em cái đếm ơi, đủ ngón tay đủ ngón chân không, em còn vậy nữa. Là tâm lý của những người mẹ sợ cũng tội nghiệp bà y tá lắm, đứng kế bên vì em siết cái tay bà đó, tại vì em cũng rất là nhát. Bác sĩ mới nói là ồ không được rồi, bây giờ phải cắt xuống một chút nha, cái đầu em bé mới ra được. Họ em nói là làm đi còn nói nữa, tại vì cái tật em á là nói thì em sẽ tưởng tượng trong đầu em và sau đó em sẽ sợ. Làm xong bác sĩ lúc mà bác sĩ khâu á, bác sĩ còn nói là khâu lại nha, nhưng mà tự rất hết thuốc cái em bị đau, vừa để cây kim một cái là em la lên liền. Lúc mà khâu em còn gắng em ngóc cái đầu em lên em còn khâu nhỏ nhỏ lại nữa nha. Hả em nói gì? Ồ không em không có nói gì hết anh ơi. Xong cái ông bác sĩ nói ờ biết rồi, kêu khâu nhỏ nhỏ lại chịu hao chứ gì. Rồi khi mà em sanh là bé có được đưa lên tiếp da với em liền không? Dạ không, phải đi cho đi tắm rửa rồi cho check nhiệt độ hết. Rồi thật cũng nhanh lắm, trong vòng 15 phút rồi là cho lên tiếp da em liền rồi. Rồi xong rồi cái cho bú mẹ liền luôn, nhưng mà lúc đó cũng đâu có sữa đâu. Y tá cũng ráng ép vậy đó, cũng tội nghiệp nó, giống như là ở trong bệnh viện cũng 2-3 ngày á, cũng đâu có sữa đâu. Chắc là em bị căng thẳng. Dạ đúng rồi. Nó tắt luôn nguyên cái dòng sữa đó mẹ. Đau quá em chịu không nổi luôn. Em nói là ồ bây giờ cho uống sữa ấy được không, mà mấy bà kia vô cứ không ráng đi có đó có đó. Thằng nhóc nó không có mở cái miệng nó lớn nên nó không có táp vô được hết. Còn bà y tá thì bà dịnh cái cổ nó rồi bà dịnh bà cần cho cái đầu nó đưa vô ngực mình, bà cứ đứng ở bên bà nhét vô như là thấy tội nó luôn á. Em về tới nhà mới có sữa chứ hồi lúc con như trong bệnh viện là nhỏ không có uống gì luôn á. Vậy là bây giờ có thêm một em bé rồi, một thành viên mới rồi, cuộc sống thay đổi nhiều. Đúng rồi, nhiều lắm luôn á. Chỉ có ước là không cần ăn cũng được nữa, ngủ thôi cũng được. Tại sao em lại nói vậy? Em quá là thiếu ngủ. Tại vì ngày đêm gì á, em cũng có một mình em mà. Cũng có chồng phụ, cũng có má chồng phụ. Nhưng mà giống như là không có phụ được nhiều. Tại vì chồng cũng còn phải đi làm, má chồng cũng phải đi làm. Mẹ em không có ở chung nhà, ở cũng xa, cũng gọi mỗi ngày check có xông hơi không. Bắt em xông hơi mỗi ngày làm mấy cái kiểu người Việt Nam mình hồi xưa. Xông mỗi ngày, có dằn muối bụng không? Không có được gọi đầu nghe chưa, lấy cái nước xông hơi tắm chưa, nhóc dậy chưa, gì hơ đèn cho em ấm gì chưa. Trời ơi, cứ vậy thôi là em đâu có còn giờ nữa đâu ngủ. Chồng em cũng tại sao cái giờ nó ngủ thì không lo ngủ đi. Đúng rồi. Em mới nói cái giờ nó ngủ là cái giờ em đi pump sữa rồi em đi rửa bình sữa rồi em phải đi chuẩn bị nước rồi xong rồi tùm lum hết á. Nhiều khi mới vừa bắt được cái nồi muối để dằn bụng á, cái nồi nó mới vừa nóng là nó dậy rồi là phải lo cho nó rồi, coi như cái nồi đó để đó luôn á. Cũng nhiều luôn. Có khóc đêm không em? Cũng có, tháng đầu cứ 2 tiếng lận lần mà lúc đó ngực em nó bị đau, nó bị căng sữa. Em cũng không có dám để pump nhiều tại vì để vô là đau, cứ đi lum khum vậy nào, không có đi thẳng được ngồi luôn. Nó đau quá. Còn nhóc cái này tối nó thức á, cái phải ẩm nó, mà ẩm dựa sát người á thì mình lại bị đau. Rồi việc thay tả anh chồng làm được không? Hồi đó thì không có làm, bây giờ là làm hết. Còn nếu như mà có em ở nhà là em ơi nó hơi kéo cứ la lên với em vậy đó, ừ thì thay đi. Không được đâu, bữa giờ cả cùng ở nhà thay rồi, bây giờ cuối tuần rồi tới turn em thay đi. Trời ơi tới bây giờ mới biết tắm cho con chứ đó giờ không có tắm. Thôi ghê lắm, nó tuột tay té. Thôi nhưng mà ở đây cái thao á nó có đồ support hết. Đúng rồi, đâu có sợ đâu. Thôi không được đâu, tắm đi cứ vậy không mà cứ cái gì cũng đẩy qua cho em hết á, không có muốn là làm. Hồi lúc mà em nói ở trong bệnh viện á, thằng nhỏ khóc, em mới nói thôi đưa nhỏ đây cho em để em cho bú. Chị tin không, thằng nhỏ nó nằm trong cái hộp vậy nè, bê luôn nguyên một cái hộp đó, bê lễ lên trên cái giường của em, cứ đưa sát vô rồi em để em ẩm ra thôi. Dạ. Chứ không dám ẩm thằng nhỏ ra đưa cho em vậy luôn, không có dám. Không, hai vợ chồng với đứa con giống như là có những pha mà vật lộn vậy. Dạ. Em nói là bây giờ tại quấn khăn xong á nó ngủ rồi thì cứ bỏ nó xuống nôi xuống giường đi.
Thôi không được đâu, nó dễ thương quá à. Thôi để ngồi đây coi nó. Cứ để nó trên tay biết gì nè. Xong rồi tới tối á, nó hành em. Em cho nó ngủ, em bỏ nó xuống là nó khóc. Dạ. Ẩm nó lên nó nín. Trời ơi, xong lúc đó là từ lúc đó là bắt đầu em cũng bị stress luôn á. Quen hơi. Dạ đúng rồi, từ lúc đó là em cũng bị stress luôn. Ông bà nội cũng cưng quá, ba cũng cưng quá, cứ ôm miết trên người. Ô vậy là em đang sống với em lại... sống chung, em làm dâu. À, sống chung với mẹ chồng luôn. Nhà. Em có bị một cái áp lực nào đó không? Có tại chứ vì... Nhưng mà nhiều khi mình giải thích thì ông nội không hiểu. Ông nội cứ nghĩ là ô sao nó kỳ vậy, nó không cho mình thương, nó không cho mình ẵm cháu, nó không cho mình gần cháu. Em thì giải thích là ô chơi với nó, nhưng mà tới lúc mà nó ngủ thì mình bỏ nó xuống, đừng ẵm nó. Còn bà nội á, thì tại cái tính của bà nội là cái tiếp người là ô không có để ý á, đó giờ rồi, nên mình cũng không có thể nào trách được. Là như bà nội là ví dụ như là biết cái chuyện đó trước mắt là trước mắt vậy thôi, chứ không có làm, không có biết làm theo bài bản hay gì hết. Em nói ví dụ như hay tả đi, cái không có chùi cho nó, mặc dù nó chỉ tiểu thôi, nhưng mà không chùi, chỉ có lấy tẩm mới để vô thôi, không rửa không chùi gì hết. Thì em có hỏi thì bà nói ô đâu có gì đâu mà rửa, đâu có gì đâu mà chùi. Nhưng bà nội không có biết chăm cháu, không có biết chăm con nít, nên giống như em cũng đâu có trách được, tại cái tính của mỗi người rồi. Nhưng mà mình giải thích nhưng mà không ai chịu hiểu cho mình. Em có nói với chồng em, nhưng mà chồng em cứ nói là ô bây giờ mà đi ra ngoài, tự nhiên bây giờ mình có nhà mình không ở mà mình đi ra ngoài mình ở thì nó tốn phí cũng như vậy, thì thôi tại sao nhà mình trả cái phí nó cũng vậy thôi, thì tại sao mình không ở cái nhà của mình đi. Cái em mới nói nhưng mà không có thoải mái. Thì chồng em nói đâu có gì đâu, không thoải mái không, mà thật sự là em làm dâu á sướng lắm. Chưa bao giờ mà ba má chồng em nói là ô nhỏ này sao không dậy sớm lo cơm nước cho gia đình, không lo cơm nước chồng con, không bao giờ hỏi một cái gì hết. Chỉ có cái là chỉ có điều là ông bà nội nhiều khi thương cháu quá nên không hiểu, với lại bà nội thì không biết cách chăm con nít, nên như vậy giống như là mình stress từ cái chuyện đó thôi, chứ còn chuyện gì cũng ông bà nội cũng được hết luôn á. Cũng mệt lắm, nhiều khi em nói thì chồng em cứ nghĩ là em kỳ cục với ba má chồng, nhưng mà em nói là không, em giải thích để cho anh hiểu. Có bao giờ mà em xảy ra một cái mâu thuẫn mà mẹ chồng với em giống như giận nhau một hai ngày không nói chuyện vì em bé không? Thường giống như nhiều khi em cũng lơ lơ đi luôn. Giống như là tại mình cũng em... mắt nhắm mắt mở cho qua. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà như vậy thì em sẽ luẩn quẩn trong cái vòng stress. Em là người bị. Tại vì mình cứ chịu đựng đúng mà rồi. Mình cứ đi xoay tròn như vậy thì tới một lúc nào đó em đi thì cái sự đúng rồi, cái sự điên của mình nó sẽ em rất là nhiều. Em là người ở trong đó, nó luẩn quẩn ở trong đó. Rồi em phải giải quyết nó như thế nào? Thì giống như là em cũng tự mình thôi, đi qua ngoài gặp bạn, nói chuyện với bạn, hay là mình, tại vì em có một cái group text message á, là bạn em toàn là mẹ, như các... mẹ bỉm sữa vậy đó. Rồi xong em cũng nói chuyện với bạn em, rồi nói chuyện vậy đó, mình nói chuyện ra xong cái mình thấy thoải mái trong người mình thôi. Còn không á thì ẵm con đi chơi, hai mẹ con ẵm nhau đi chơi vậy đó. Xong rồi ẵm đi chơi á thì lại bị nói là ô tại sao mà tối ngày ẵm nó đi ra ngoài đường hoài. Nhưng mà bà đó, tại bà thì ông bà thì theo cái kiểu hồi xưa là ô đi ra đường gió này nọ, em này nọ vậy đó. Công nhận là em có một cái sự mạnh mẽ và có một cái sự gọi là rất là thương người chồng của mình. Giống như ở Việt Nam thì mình có thể ba mẹ mình thương đúng mình rồi. Đúng không? Nhưng mà qua đây thì em hy sinh cho người chồng rất là nhiều. Em không muốn làm một cái gì đó tổn thương với người chồng mình mà. Và chấp nhận những cái gì nó đã trải qua trong cái vòng luẩn quẩn stress. Giống như không, cũng tức lắm, nhiều khi cũng cằn nhằn ổng hoài. Xong cái bắt đầu lúc nào mà ô bình tĩnh là bắt đầu ngồi suy nghĩ, ừ cằn nhằn ổng cũng đâu được gì đâu. Giống vậy là ảnh rất là thương ba má ảnh, nên giờ mình cằn nhằn cũng đâu được gì nữa. Cái em ok thôi, cằn nhằn cũng không được gì hết. Nhưng mà em có bị tủi thân không? Cũng có, lâu lâu cũng giống như mình cũng có suy nghĩ, nhưng mà xong cái nghĩ là ừ thôi kệ không sao. Cái cách chăm sóc con, ăn uống thì như thế nào, nó có dễ với em không? Hồi ban đầu rất là dễ, đưa mẹ cũng được, đưa bình cũng được, cái nào cũng được. Nên em không có nhiều sữa, em cho bú sữa ngoài nữa. Trời, bị bắt ăn canh đu đủ hầm giò heo gì đó. Em thì thích ăn giò heo, cũng thích ăn đu đủ, mà em ăn tới nỗi bây giờ mà em nghe tới cái món đó em ngán luôn. Không phải đâu, ba mẹ bỉm sữa nào cũng bị như vậy. Em thích, em cái món đó là món của em thích. Nhưng mà tới lúc mà ăn nguyên một tháng á, bắt đầu á là mỗi lần mà bưng cái tô ra là em ngồi đó em thở gì nè. Cái thời gian đó em cũng ăn uống không có điều độ, nên em nghĩ cũng tại vậy nên không có nhiều sữa cho con. Nhưng mà cái canh đu đủ là mẹ chồng hay mẹ ruột nấu? Mẹ ruột nấu. Cứ chủ nhật á, ba với mẹ lên nhà, qua nhà rồi cứ đem một đống đồ vậy đó. Canh đu đủ với thịt kho, cá kho. Có ba món đó làm hoài nguyên một tháng của em luôn. Trời ơi, ăn này chừng nào xong. Cái xong mẹ em còn nói trời ơi cho nó ăn. Trời ơi bây giờ mà nó còn đếm từng ngày nữa. Khi mà có đứa con, đứa nhỏ rồi, về cái sinh hoạt của vợ chồng. Trong 2 tháng đầu á, thì cũng không có cái gì hết. Tại vì em còn đau quá, em không muốn ấy vậy. Xong rồi cái tới mấy tháng sau thì bắt đầu cũng có, nhưng mà chuyện rất là ít. Giống như trong 1 tháng được 1-2 lần thôi. Giống như vậy, ví dụ vậy á, tại vì em rất là
vẫn còn đau á, nên không có muốn, em không có muốn chồng em đụng tới người em luôn á. Mà chồng em cũng biết là em đau, em đang xây sự đẹp nên không có muốn. Bây giờ thì có sử dụng những cái cách ngừa không? Dạ không. Cũng để tự nhiên luôn. Cũng để thì khi nào để thì để ngoài vậy thôi chứ không có gì hết. Thì chồng em mới nói là cái em cũng chọc chồng em nói kiếm gái hả? Không bị nghén, không bị gì hết. Rồi tới khi mà đẻ cũng không có dấu hiệu đẻ. Bây giờ đẻ xong cỡ chừng một tuần đầu lúc mà ở bệnh viện về thì cái lưng nó hơi nhức thôi. Còn xong rồi sau đó tới bây giờ vẫn em không bị hết trơn, lạnh hay cũng không bị gì hết. Vậy hả? Tại vì thường là phụ nữ sau khi sanh đúng là họ giống như là một cái cọng bún mà nó bị xìu. Con nhỏ bạn thân em ở Việt Nam á, thật nó FaceTime với em, nó thấy em không có nhét bông gòn lỗ tai gì đó, nó la em quá trời la luôn, nó bắt em nhét. Nó nói tại vì hồi đó nó cũng không nhét á, xong rồi nó bị ù lỗ tai gì đó, em không rành á. Em cũng ừ, chừng nào nói chuyện với nó em nhét không, nói chuyện nó xong em thốt. Qua chương trình này em có muốn nhắn nhủ gì với lại các bà mẹ bỉm sữa không? Mình làm cái gì miễn sao là mình thấy thoải mái cho mình với cho con là được. Thì mấy cái mà quan niệm hồi xưa của ông bà mình hồi xưa đó, thì cái nào mình làm được thì mình làm. Giống như em thấy là cái xông hơi á, mỗi ngày thì nó tốt. Tại vì lúc đó cái người của mình cũng đang yếu á, em cảm thấy là mỗi ngày em xông xong á là cái người mình nó khỏe lắm, nó đỡ lắm, đỡ mệt nhiều lắm. Về người bạn đời của em, chỉ cần là hiểu cho vợ nhiều hơn một chút thôi. Sau khi mà tiếp xúc được với em, nói chuyện với em thì chị mới thấy được là không ngừng ngại chia sẻ, thậm chí là cả về ba má chồng của mình. Đúng rồi. Một cái điều rất là tế nhị nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ. Vậy thì em có muốn nói gì với ba má chồng không? Chỉ cần là ông bà nội hiểu, giống như là không phải làm vì mình ít kỹ. Vậy là sau chương trình này thì chắc chắn là ông bà sẽ cùng với em và hiểu được những gì mà em khó nói ra. Dạ. Thì ông bà sẽ hiểu em nhiều hơn. Ông xã có giúp em trong cái vấn đề mà truyền đạt lại cái ý của em? Dạ cũng có, cũng có. Nhưng mà lâu lâu tại vì ảnh không có rành tiếng Việt nên nhiều khi ảnh nói chuyện giống như ảnh truyền đạt lại là một cái hướng khác luôn. Có một lần đó là ông nội đi làm về, ông nội mê chơi với cháu quá, xong đi làm 6 giờ về, chơi với cháu cho tới 9 giờ mấy luôn. Mới chưa chịu đi tắm nữa. Em mới nói với chồng em là anh thôi ẵm nhóc đi để cho ba đi tắm chứ trễ lắm rồi, khuya rồi. Chồng em đúng rồi, ông nội đi tắm đi người, ông nội hôi quá. Trời em giật mình lên, em nói cái gì vậy? Nói thì nói ba đi tắm đi, cái người ba hôi. Nói không phải, không có nói như vậy được. Xong rồi sau đó em cứ phải về phòng đó, bắt đầu ngồi giải thích cho chồng mình là không có được nói như vậy, như vậy, như vậy. Tại vì giống như chồng em là anh không có biết rành tiếng Việt nên ảnh như vậy. Cảm ơn em rất là nhiều, cảm ơn những lời chia sẻ thật tình của em.